Hello, xin chào các tỷ phú tương lai. Nên mình chia sẻ cho các bạn cái kèo. Đó là khi các bạn đăng ký xong cái kèo này, các bạn sẽ nhận được 50 đô và các bạn sẽ gửi lấy lãi mỗi một ngày được 0,98 đô. Tức là gọi cho là 1 đô đi ạ. Thì chỉ 5 ngày là các bạn được rút thôi, tại vì min rút của nó là 5 đô. Và nó chỉ cho chúng ta sử dụng cái tài khoản này miễn phí trong 15 ngày. Sau 15 ngày là chúng ta phải nạp tiền vào để gửi thì chúng ta mới có lãi nhé. Trước tiên khi mà các bạn click vào cái link ở dưới phần mô tả video của mình này, thì nó sẽ ra một cái trang để cho các bạn đăng ký. Các bạn điền này, cái tên này thì các bạn cái này là username ấy ạ. Các bạn điền gì các bạn điền. Cái này thì các bạn để bỏ số 0 hay là để số 0 đều được hết nhá. Đây. Mật khẩu, các bạn điền mật khẩu như những cái app khác thôi. Và cái app này ấy, thì nó có giới hạn đăng ký, cho nên là khi mà các bạn vào mà các bạn thấy các bạn đăng ký mà các bạn thấy nó báo giới hạn đăng ký thì là các bạn để đến muộn ấy, tầm qua 12 giờ đêm hoặc là ngày hôm sau sáng sau các bạn đăng ký lại nhá. Tại vì là mình đăng ký mất mấy ngày rồi ấy, hôm nay mình mới đăng ký được, vì vậy cho nên là hôm nay mình mới làm video để chia sẻ cho các bạn. Khi các bạn điền đầy đủ thông tin vào rồi này, dòng đầu tiên là username này, dòng thứ hai là số điện thoại này, dòng thứ ba là bỏ, điền dòng thứ tư, dòng thứ năm nó là một cái mã giới thiệu của mình thì các bạn cứ để đó. Sau đó các bạn gõ vào chữ get ở đây nha. Các bạn gõ vào chữ get ở đây. Đó, để nhận mã code nha. Đây các bạn muốn dùng trong tiếng Việt thì các bạn gõ vào cái chữ English ở trên đầu này, chỗ ô đen đen này. Đó, thì các bạn sẽ chuyển nó sang được tiếng Việt nhá. Các bạn sẽ chuyển được sang tiếng Việt thì các bạn sẽ gõ vào chữ chuyển sang cái nó mất luôn thông tin luôn, mình vừa điền vào luôn đúng không ạ? Đây thì mình sẽ đăng ký lại cho bạn xem nha. Nó cứ bị hạn chế đăng ký rất là ức chế. Đó. Nhờ các bạn gõ vào cái chữ nhận được này này. Đó, để các bạn nhận mã. Đó, các bạn thấy không ạ? Đăng ký đạt đến giới hạn. Đó, tức là không phải là trong ngày lúc nào các bạn cũng đăng ký được. Ví dụ như nó chia ra một ngày có 100 người đăng ký hay là 200 người đăng ký. Nếu giới hạn người đăng ký ấy, mà nó đủ rồi ấy, là nó sẽ không cho chúng ta đăng ký nữa đâu. Đó, các bạn hiểu chưa ạ? Đó, cho nên là thằng này nó rất là phức tạp luôn. Thì mình sẽ dùng cái tài khoản trước đây mình đăng ký rồi ấy, mình vào để mình hướng dẫn luôn cho các bạn xem nha. Khi các bạn gõ vào nhận được này thì là nó sẽ có một cuộc gọi đến số điện thoại các bạn đăng ký nghe cái mã code, và các bạn gõ cái mã code, điền đúng cái mã code vào đây, các bạn gõ vào chữ gửi đi là ok. Bây giờ mình sẽ vào cái tài khoản kia. Đây, mình sẽ gõ vào đăng nhập này. Và khi các bạn đăng nhập ấy, thì các bạn nhớ là nếu các bạn đăng nhập thì các bạn phải gõ 84. Nếu các bạn không gõ 84 thì các bạn không thể đăng nhập được ạ. Khi đăng ký mà có số 0 đầu thì bây giờ các bạn cũng điền số 0 đầu vào nhá. Như cái nãy của mình là 0981562164. Đó. Nhập mật khẩu vào. Sau khi nhập mật khẩu xong các bạn gõ vào đăng nhập. Đó, thấy không ạ? Thì các bạn gõ vào đăng nhập thì nó sẽ ra như thế này. Ở đây sẽ có tiếng Việt nhá. Phía trên này các bạn muốn đổi tiếng Anh, tiếng Việt gì các bạn đổi ở đây. Và cái tài khoản này là mình đã đăng ký xong rồi này. Bây giờ mình sẽ gõ vào tôi này. Đó. Thì ở đây, đây này, phiếu ưu đãi của tôi là mình đăng ký hoàn thành thành công rồi. Thì nó sẽ có một cái phiếu ưu đãi là 50 đô như thế này nhá. Và bây giờ mình sẽ vào để mình gửi nó để lấy tiền lời nhá. Các bạn gõ vào giao dịch thông minh ở phía dưới chân này, ô thứ hai này. Đó, trang chủ, sau đó đến giao dịch thông minh này, các bạn gõ ở dưới chân đó. Thì ở đây mình chỉ có 50 đô thôi đúng không ạ? Thì mình sẽ chỉ gửi được cái tỷ lệ thu nhập hàng ngày là 1,8x% này này. Đó. Tức là mình gõ vào tham gia ngay này. Gõ vào 50 đô này. Sau đó gõ vào lưu trữ. Mình gõ vào phiếu quà tặng. Đó. Cái này là mình làm xong thành công mà, thì là nó là phiếu quà tặng đúng không ạ? Vậy thôi. Nên này bây giờ mình quay ra nha.
vào chỗ tôi xem là nó đã mất chưa nhá, phiếu ưu đãi của tôi. Đó, khi mà mình làm xong rồi thì ở chỗ cái phiếu ưu đãi này nó đã mất rồi đúng không ạ? Là vậy là mình đã gửi thành công rồi. Và đến ngày hôm sau thì nó ở cái phần chỗ số dư này của mình nó sẽ thay đổi này, nó sẽ là 0,98 đô. Đó, còn ví dụ như là các bạn chia sẻ được cho bạn bè thì các bạn lại gom nó vào, các bạn gửi, các bạn hiểu không ạ? Đây là chỗ giao dịch này này thì nó có này, nó có rất là nhiều mức này. Ví dụ như là 50 đô này, 100 đô này, 200 đô này. Còn đấy là cái, nếu như mà 200 đô ấy thì là từ 50, 100, 200 thì là các bạn sẽ được hưởng 1,8% một ngày đúng không ạ? Còn nếu như mà ở cái mức mà từ 500 đô, 1.000 đô, 2.000 đô này thì là các bạn sẽ được hưởng hơn 2% một ngày. Nhưng bây giờ nó đã giới hạn là số tiền ký quỹ tối đa một ngày chỉ được 500 đô thôi ạ. Nó không cho ký nhiều nữa thì vì các ông ấy check nhiều quá, các ông ấy gian lận nhiều quá. Họ cứ mượn số điện thoại xong rồi họ đăng ký đó, để họ hưởng hoa hồng dép ấy. Đó. Cho nên là bây giờ nó hạn chế tối đa là mỗi một lần chúng ta ký quỹ này chúng ta chỉ được ký vào chỉ được là có 500 đô là lớn nhất thôi. Đây này, ở dưới đây nó có ghi rõ đấy. Các bạn đọc ở dưới này là các bạn biết. Này, tài khoản mới đăng ký có quyền sử dụng miễn phí 15 ngày. Mỗi ngày chỉ được sử dụng một lần, hết hạn sử dụng sẽ hết giá trị. Đó. Còn nếu bạn không phải là tài khoản đăng ký mới, bạn có thể chi 2.000 đô để mua 20 lần sử dụng không giới hạn ngày sử dụng. Nói chung là chúng ta chỉ làm miễn phí thôi, không nên nạp tiền vào bất kỳ một cái app nào. Đó, mình nói rõ với các bạn như thế. Còn nếu mà bạn nào mà còn kiểu là tiếc rẻ hay là còn ham cái lời mà nạp vào ấy, nó mà mất là các bạn phải chịu trách nhiệm, chứ mình đã cảnh báo các bạn rồi nhá. Tự vì là mình đã trải qua được rất là nhiều những cái loại như thế này rồi, cho nên mình hiểu nó chỉ cho ăn miễn phí thời gian đầu tiên thôi, sau đó là nó sẽ lùa gà vào là nó hốt trọn luôn cả một mẻ luôn. Vì vậy cho nên là chúng ta chỉ dùng miễn phí, chứ còn nạp tiền là bỏ qua. Được chưa? 15 ngày đầu cũng được, đúng không ạ? Và đây cái chỗ các bạn phải điền thông tin vào nha. Các bạn vào chỗ tôi này, chỗ tôi ở dưới chân này. Ở đây nó có rất nhiều cái. Ví dụ như là nạp tiền thì chúng ta không nạp rồi, đúng không ạ? Rút tiền này, rút tiền thì mình phải đăng ký thẻ ngân hàng vào thì chúng ta mới có thể rút được, đúng không? Các bạn gõ vào chỗ ngân hàng hưởng thụ này, các bạn gõ tên tên người nhận này. Đây mình gõ tên người nhận đây ạ. Viết hoa không dấu theo với lại chứng minh thư nhân dân của mình ấy, tài khoản người hưởng thụ. Đó, ngân hàng hưởng thụ đó là BIDV thì các bạn tìm ở đây nha. Ở đây nó có rất là nhiều loại ngân hàng đúng không ạ? Chúng ta kéo lên BIDV đây nhá. Các bạn để nó vào cái ô cho nó khớp vào với lại cái ô của nó ấy. Sau đó các bạn gõ vào xác nhận này. Mã SWIFT này thì nó không yêu cầu nhưng mà chúng ta nên điền nó vào ạ. Đây. Các bạn cứ điền nó vào cho chúng cho nó yên tâm ấy. Các bạn gõ vào chữ SWIFT là nó sẽ hiện lên cái ô chết. Đây. Ví dụ như mình tìm bị BIDV đúng không ạ? Yeah. Đó. Các bạn cứ mở nó ra, copy để cho nó dễ, nhìn bên ngoài chúng ta cũng nhìn thấy đúng không ạ? Đây, SWIFT code này các bạn nhìn thấy không ạ? Có chữ SWIFT code này. Thì các bạn copy cái này vào, các bạn dán vào này. Sao chép này. Các bạn dán vào nha. Đó. Cái tên tài khoản này thì mình gõ cái gì vào cũng được đúng không? Mình gõ theo cái đó. Như thế sau đó các bạn gõ vào gửi đi này. Ký hợp đồng thành công. Đó, thế là xong rồi. Thì khi các bạn rút tiền thì nó sẽ hiện lên thông tin như thế này, sẵn sàng rồi đúng không ạ? Thì các bạn chỉ việc điền cái số tiền chúng ta cần rút vào đây, sau đó các bạn gõ vào gửi đi là xong nha.
Ở đây nó lưu thông tin của mình hết rồi, các bạn cần phải kiểm tra cái thông tin của mình xem đã chuẩn chưa nhá. Đó, tiếp theo đây này, phải điền chính xác thông tin về thẻ ngân hàng của bạn trước khi rút tiền. Phí rút mỗi lần là 2%, mỗi lần rút không thể ít hơn 3 đô. À, nhưng mà mình thấy các bạn ấy bảo là phải rút min rút 5 đô đấy. Mà mình thấy nhiều người rút thành công lắm rồi. Tại vì mình biết cái app này được mấy ngày rồi nhưng mà mình cũng chưa tin lắm. Tại vì là mình chưa thấy mọi người rút tiền được ấy, cho nên là mình cũng chưa làm. Nhưng mà mình thấy rất là nhiều người rút được. Người thì hơn 100, người hơn 200. Người thì cái lúc đầu mà nó chưa giới hạn thì có người rút lên đến hẳn mấy triệu luôn ấy. Đó. Đấy, cho nên là mình mới làm đấy ạ. Tại vì những cái mà làm nó không có kết quả, mình cũng không muốn làm để cho nó mất thời gian của các bạn. Các bạn hiểu không? Thời gian của chúng ta đều là vàng hết đúng không ạ? Cho nên là làm thì nó phải có kết quả. Đó, đây này. Áp dụng tối đa 10 lần rút tiền mỗi ngày này. Giới hạn số tiền rút hàng ngày là, trời ơi, tận 500.000 đô. Móc mã đâu ra tiền mà đào rút hẳn 500.000 đô đúng không ạ? Thời gian rút tiền các bạn lưu ý này, thời gian rút tiền là từ 9 giờ đến 17 giờ các ngày trong tuần nha. Các bạn rút ngoài cái giờ này là các bạn không nhận được tiền hoặc là chờ rất là lâu nha. Từ 9 giờ sáng đến 17 giờ, thời gian rút tiền đến tài khoản là từ 0 giờ đến 72 giờ, tức là quá 72 giờ mà tiền chưa đến tài khoản thì liên hệ chăm sóc khách hàng để được giải đáp. Đó. Nhưng mà mình thấy họ rút nó cũng không có lâu vậy đâu nha. Tiếp theo này, ngoài ra thì ở đây chúng ta còn có một cái nữa, đó là chúng ta chia sẻ để được nhận phiếu ạ. Nó nói này là chia sẻ trang này lên Facebook của các bạn, chia sẻ tổng cộng trong 2 ngày bạn có thể nhận được phiếu quà tặng 50 đô, tối đa là 5 phiếu quà tặng 50 đô. Đó, các bạn nghe nhá. Các bạn có thể nhận được. Đó, nó nói là có thể, tức là ai may mắn thì mới nhận được chứ không phải là ai chia sẻ lên thì cũng nhận được đâu. Thế cho nên là đến lúc mà chia sẻ xong mà không thấy nhận được thì đừng hỏi mình là tại sao tôi cũng chia sẻ mà không được nhá. Tất cả đều phải nghe rõ video nhá. Không có đến lúc hỏi lại là mình đến tận nơi mình cốc lõm đầu luôn á. Tiếp theo đó là chúng ta mời bạn bè để được nhận phiếu ưu đãi. Cái này đó là chia sẻ để tuyển rep đấy ạ. Các bạn gõ vào đó. Thì ở đây đây này các bạn nhìn thấy không ạ? Nó có cái chỗ liên kết quảng cáo của tôi nhưng mà không thể lưu vào để chia sẻ đâu ạ. Đây này, ví dụ như lưu mã QR và quét cũng không được. Đó. Vì vậy cho nên là có một cách thứ nhất, là các bạn copy cái mã rep của mình. Các bạn sửa mỗi cái số mã khuyến mại của các bạn thôi. Các bạn thay mỗi cái mã này vào nha, là được. Cái thứ hai là các bạn có thể chụp cái màn hình này lại. Đó, sau đó là các bạn gửi đi cho bạn bè và để cho họ vào cái chỗ phần quét QR ở Zalo ấy. Đó, họ quét vào cái là nó sẽ đưa họ đến cái trang để họ đăng ký ngay. Như là lần trước giống như là lần trước mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách đăng ký bằng cái quét QR trên Zalo ấy, đúng không ạ? Đó, các bạn vào phần tin nhắn là ở ngay ở phía trên đầu tiên là nó có cái chỗ ký hiệu quét QR đó. Các bạn gõ vào đấy, sau đó là gõ vào cái chỗ album ấy. Các bạn gõ vào cái hình đó là nó sẽ quét, là các bạn sẽ đăng ký được nha. Chúng ta tranh thủ làm, không có các bạn cũng biết rồi đúng không ạ? Cái bọn này ấy là nó rất phức tạp. Nó thời gian đầu là nó câu người ta thôi đúng không ạ? Sau này là nó một thời gian nữa là bắt đầu nó dở quẻ, nó lừa đảo, nó bắt người ta nạp tiền và đủ cái kiểu, giống cái con hôm trước mình chia sẻ đấy ạ. Chúng ta vào trễ một tí là mọi người ăn hết rồi còn chúng ta không được ăn. Đó, mà lần này thì mình cũng sợ là như thế, cho nên là mình phải tranh thủ mình làm luôn. Tự vì mình thấy có người rút được là cái là mình phải làm luôn. Chứ còn nếu mà để mình làm mà mình rút xong được ấy thì phải chờ mất mà vài ngày cơ, đúng không ạ? Tự vì mỗi một ngày nó trả lời cho mình cái 50 đô này có 0,98 đô. Chờ 5 ngày sau mình rút được, mình mới làm video cho các bạn, thì đến lúc đấy các bạn chắc là làm không thể hưởng, đúng không? Thế cho nên là mình phải tranh thủ mình làm luôn để cho các bạn làm nha. Khi các bạn xem được video thì các bạn có thể vào làm luôn. Nếu mà không làm được thì các bạn nhớ chờ đến 12 giờ đêm. Qua 12 giờ đêm hoặc là sáng sau các bạn làm thì là nó ok. Đêm qua mình làm không có được ấy,
đêm qua mình làm không được, sáng nay mình làm thì lại được. Trời ơi, làm nó phức tạp, mấy ngày nay mình làm đều không được luôn. Hầu như là buổi sáng mình không có rảnh, buổi sáng mình cứ dậy một cái là mình không có kịp ăn sáng gì đâu, là ôm lấy cái điện thoại trả lời tin nhắn cho các bạn là ăn no tin nhắn luôn, khỏi cần phải ăn sáng rồi. Thế là mình không, buổi sáng là mình không có thời gian để làm một cái kèo gì hết. Đó, mình phải trả lời tin nhắn cho các bạn, đến giờ ăn cơm trưa xong thì là mình mới có thể đăng ký đăng kiếp các thứ. Nhưng mà hôm nay mình phải tranh thủ mình đăng ký cái kèo này buổi sáng, tại vì đăng ký vào các giờ khác có đăng ký được đâu. Đó, cho nên mình phải đăng ký tranh thủ vào buổi sáng xong rồi ấy, thì mình mới trả lời tin nhắn các bạn xong, cơm nước xong rồi mình mới lại làm video để chia sẻ cho các bạn. Các bạn cũng tranh thủ làm luôn nhé, bởi vì chúng ta làm tranh thủ, ví dụ các bạn chia sẻ cho 10 người đi, là các bạn cũng được 10 bé nhận ưu đãi ấy, là các bạn cũng được 500 đô. 500 đô các bạn gửi vào là các bạn ngày các bạn có 10 đô đấy. Một ngày là các bạn đã rút được hơn 200 ngàn rồi, đúng không? Kiếm tiền tươi thóc thật luôn. Đó. Vâng, xin chúc các bạn đăng ký thành công và chia sẻ cho được nhiều người để kiếm thêm được nhiều thu nhập nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo. Nhớ đăng ký và like kênh cho mình cũng như nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các kèo hot của mình cũng như là các thông tin cập nhật từ mình nha. Bye bye.